Xin chào tất cả mọi người. Nay Tâm Phạm làm video này có đôi lời gửi đến cộng đồng mạng và mọi người dân, đặc biệt là những người mà đang có các cái ý định, các cái tư tưởng mà nghe theo và làm theo những cái sự xúi dục kích động của các thế lực thù địch ở nước ngoài, ví dụ như là bọn khủng bố Việt Tân hay bọn phản động ở nước ngoài, thì cần phải cảnh giác, cần phải nhớ rằng là không nên nghe, không nên tin theo những cái lời dụ dỗ của bọn phản động. Tại vì là mọi người cũng có thể thấy rằng là rất nhiều người đã vì cái sự dụ dỗ, các cái lời hứa trên trời dưới biển của cái bọn phản động, của bọn Việt Tân, nào là nó hứa rằng là có việc gì thì nó sẽ đưa sang nước ngoài, rồi thì nó sẽ tài trợ cái loại tài trợ cái kia, nhưng đấy toàn là những cái lời hứa mang tính chất ảo tưởng thôi. Rất nhiều người đã ôm cái mộng đó, nghĩ rằng là các thế lực thù địch nó sẽ giúp đỡ được, nên đang nghe theo lời của bọn phản động, nghe theo lời của bọn Việt Tân, đã kích động rồi thì là tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước. Đấy, mọi người hãy nên nhớ rằng là bọn Việt Tân, bọn phản động, bọn chống cộng cực đoan, các thế lực thù địch, chúng nó ở nước ngoài, nó là công dân của nước ngoài, nó không phải là người Việt Nam, không phải công dân của Việt Nam. Cho nên là chúng nó xúi dục, nó xúi dục những người trong nước kích động, phá hoại chính cái cuộc sống yên bình của nhân dân chúng ta. Đấy. Mà hậu quả thì là những người nghe theo nó là sẽ phải chịu. Thế vì nó ở nước ngoài, có đâu, trên mạng xã hội cũng như vậy, rất nhiều bài báo đã viết và giải thích, phân tích rất là rõ. Nhiều người đã vì những cái lời hứa của bọn Việt Tân, khi nó đưa được sang nước ngoài thì sống ở các cái trại tị nạn, sống chui, sống lủi. Đấy, có được cái gì đâu. Còn ở trong nước mà nghe theo lời chúng nó, vi phạm pháp luật thì sẽ bị pháp luật xử lý. Đấy, còn cái lợi là lợi của bọn Việt Tân, chứ nó chẳng cho mọi người lợi cái gì cả. Cho nên mọi người cần phải cảnh giác. Nó dắt mũi mọi người, nó xúi dục mọi người. Cho nên là những người mà đang có ý định nghe theo những lời xúi dục, xuyên tạc, kích động của chúng nó thì cần phải suy nghĩ lại, cần phải bình tĩnh, thật là bình tĩnh, không thể tin tưởng nghe theo lời của chúng nó được. Một người chúng ta ở Việt Nam, công dân Việt Nam chúng ta, ai cũng có quyền bình đẳng, ai cũng có quyền tự do. Đấy, tự do, chúng ta sống một cái cuộc sống rất là yên bình. Đấy, có đất nước nào như nước chúng ta không? Có những người lãnh đạo đảng, có những người phục vụ nhân dân. Đấy, chúng ta thấy ngày này một năm về trước, đúng không? Ở Rào Trăng Ba, 13 chiến sĩ đã hy sinh. Người ta đã vì đi cứu những người dân gặp lại. Đấy, có đất nước nào như nước chúng ta không? Hay là đại dịch Covid, có những đồng chí công an, đồng chí quân đội, những chiến sĩ cả năm trời đi chống dịch, không về nhà, bố mất, mẹ mất, gia đình người thân cũng mới mất, các chiến sĩ cũng không được về. Đấy, có đất nước nào như nước chúng ta không? Cộng sản lãnh đạo, đảng cộng sản lãnh đạo đã có những con người hết lòng vì nhân dân, vì đất nước. Đấy, cho nên chúng ta không thể nghe, thể tin các thế lực thù địch phản động ở nước ngoài mà phá hoại chính cuộc sống yên bình của chúng ta được. Đặc biệt là nó sẽ hại chính bản thân chúng ta, vi phạm pháp luật. Cho nên chúng ta, cuộc sống nó rất là yên bình, rất là tốt đẹp rồi, nhưng mọi người không thể nghe, không thể tin theo.